Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Thì ở đầu video mình xin thông báo là hiện tại là mình đang tìm một người đối tác ở ngoài khu vực Hà Nội nha mọi người. Thì như ở cái video hôm qua mình đã đăng lên rồi đó, thì mình hiện tại mình đang cần một người gọi là có thể gọi là một người trung chuyển cho mình cũng được, nghĩa là ở ngoài Hà Nội đó. Xong rồi ai mua chim của mình ngoài Hà Nội ấy, thì mình sẽ chỉ đến đó để mua, hoặc là mọi người ở đó mọi người gửi đi các cái nơi khác nhau giúp cho mình đó. Thì nếu mà anh em nào mà có nhu cầu làm việc này ấy, thì có thể liên hệ với mình nha. Và đặc biệt là phải ở ngoài Hà Nội nha mọi người, tại vì chim mình bán ra ngoài Bắc ấy, thì đến 90% là ngoài Hà Nội rồi. Đấy, thật ra thì mình cần người ngoài Hà Nội, cũng như là để những người ngoài Hà Nội ấy, thì họ đến đến đó họ tham khảo luôn. Với lại quan trọng nhất là khi mà đến đó mua thì không mất tiền xe. Đó mới là cái điều quan trọng của cái việc mà mình cần tìm một người trung chuyển cho mình ngoài Hà Nội là như vậy. Thật ra là anh em nào hay là chú nào cũng được, lớn tuổi thì càng tốt. Mình rất là thích, từ xưa đến nay mình làm việc luôn luôn thích làm việc với những người lớn tuổi, những người trưởng thành. Thật ra là cứ ai mà có cảm thấy làm được thì cứ liên hệ thẳng vào số điện thoại của mình. Đó ha. Đó đây này, ở ngoài thường thì ở ngoài Hà Nội hay ngoài Bắc mua, thường mình phải đóng vào một cái thùng này và gửi xe. Và xe khách họ thường lấy giá cho một cái thùng này là từ 3 cho đến 400 ngàn không à mọi người. Đó thì đây là chính là cái trở ngại của cái việc mà gửi chim ra Bắc là như vậy. Tại vì mọi người phải hiểu là cái xe nó sẽ tính tiền theo chuyến chứ không tính tiền theo chim. Đó, thành ra là bây giờ mọi người có mua một con chăng nữa, mình bỏ vào cái thùng này đi, một con chăng nữa thì giá nó cũng là 300. Mà mua 10 con chăng nữa, mình bỏ vô cái thùng này, giá nó cũng vẫn là 300. Đó thì cái này sẽ nó sẽ gây ra trở ngại cho những người mua ít. Chẳng hạn tôi chỉ có nhu cầu tôi mua 1-2 con thôi, nhưng mà bây giờ tiền xe ra đấy thì hết 300-400 thì trông là cũng khá là ngán. Thì cái điều đấy thì mình gặp rất là nhiều người ở ngoài Hà Nội không có ngán tiền mua chim nhưng mà lại ngán tiền xe. Đấy là như vậy. Đây, những cái thùng này mình gửi đi Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn các thứ đây, rồi Thái Nguyên, những tỉnh lân cận đó. Nhưng mà đến 90% mà chim mà gửi ra Bắc thì toàn là gửi ra Hà Nội không à mọi người. Đó thì mọi người không thể nào bảo là mày gửi cái thùng bé bé này cho nó đỡ tốn tiền xe được đâu nha mọi người. Tại vì đã gửi ra Bắc rồi thì nó là một cái chuyến đi dài. Thành ra là ở trong đây nó phải có nước này, nó phải có đồ ăn nhiều để cho chim sống sót trong vài ngày, 2 ngày. Thì không thể nào mọi người bảo mình gửi vô một cái thùng nó bé tẹo tèo teo như thế này. Thùng này chỉ được thiết kế để gửi trong vòng nửa ngày là tới nơi mà thôi, chỉ gửi xung quanh khu vực miền Nam mà thôi. Còn đã gửi đi Bắc là chắc chắn là phải gửi thùng to rồi, thì nó mới sống được, con chim nó mới sống được qua 2-3 ngày đó chứ. Đó thì như vậy thì phải làm thùng to thì nó mới chứa được nhiều nước, nhiều cám. Đó không? Thành ra là mua bao nhiêu con nó cũng tính một chuyến là một cước như vậy hết. Đó, bởi vậy là mình mới cần một người làm cái trung chuyển cho mình. Chẳng hạn thay vì mình gửi ra đó lắt nhắt 1-2 con chẳng hạn, thì mình gửi ra cho người trung chuyển đó một lần 20 con luôn. Đó rồi, người nào muốn mua chim thì bắt đầu mình sẽ chỉ đến chỗ đó. Đấy, đến chỗ đó mua thì không mất tiền xe, rất là lợi. Lợi cho cả đôi bên. Đó, vấn đề là như vậy. Đó, thành ra là chốt lại là anh em nào mà có cái nhu cầu mà làm việc với mình thì cứ gọi vô số điện thoại của mình nha. Đầu tiên là mình sẽ ưu tiên kiếm một người nào đó ở Hà Nội trước đã. Đó, vấn đề là như vậy nha mọi người. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ở cái này là một clip hơi ngắn thôi mọi người. Có vài con chim khá là độc đáo thì mình muốn gửi đến mọi người. Thì cho anh em nào mà có nhu cầu chơi chim đẹp, chim hàng zin đấy. Đó thì giá nó thì thường nó sẽ mắc hơn chim loại 1 chút. Đó, chẳng hạn như đây là một con 7 màu zin này. Đó, giá của nó là 500 ngàn. Đó, thì cũng xin báo trước với lại tất cả mọi người xem được cái clip này hay là những clip tới là chim, tất cả chim ở đây đều là giá công khai. Đấy, anh em nào thấy hợp mắt thì vô mua thôi. Còn như anh em nào mà thấy không hợp mắt thì xin có thể đợi những clip sau hay như thế nào thôi. Chứ mình chắc chắn là không thể nào
đưa ra một cái mức giá như thế nào có thể hài lòng tất cả được. Cho nên là cứ ai thấy hợp với lại mình thì mua thôi nha. Rồi, con 7 màu jean đầu tiên này, giá của nó là 500 ngàn nha. Rồi, tiếp theo là một con Đà Lạt jean. Đà Lạt jean giá của nó là 800 ngàn nha mọi người. Ở những clip trước thì mình cũng có bán rồi, nhưng mà nó hết rồi mọi người. Đà Lạt jean là một loại chim rất là hiếm. Nói chung là tất cả những loại chim jean luôn mọi người, đã là jean rồi thì rất là hiếm, ít khi nào mà gặp được chim jean lắm đó. Đặc biệt là jean 100% thì nó lại càng khó nữa đó. Con này giá nó là 800 ngàn nha đó. Thì ngoài ra thì mình cũng có loại 600 hoặc là 300 nữa, thì mọi người quan tâm thì có thể gọi vô số điện thoại mình luôn. Rồi, tiếp theo là một con đuôi trẻ jean. Đuôi trẻ jean thì giá nó cũng là 500 ngàn luôn nha mọi người. Đó. Ở ngoài ra thì đuôi trẻ hàng mà loại 1, loại 2 thì giá lần lượt là 350 và 200 nha. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ với mình. Còn 7 màu thì cũng vậy, 7 màu thì loại 1 và loại 2 thì giá lần lượt là 300 và 150. Thì cứ tiền nào của lấy thôi mọi người, chứ có đầy đủ các loại giá hết mà. Rồi, tiếp theo là một con 5 màu jean. Thì 5 màu jean giá nó cũng là 500 ngàn luôn. Và 5 màu loại 1 và loại 2 thì giá lần lượt cũng là 300 ngàn và 150. Đó, rất là nhiều các cái loại. Đấy, đối với lại những loại cơ bản này thì đấy, cứ jean 100% như này thì thường giá nó sẽ cao hơn chim loại 1 luôn. Đó, mua về thì cái này mình chả có bao là dạng bao hot gì đâu. Nó chỉ là đơn thuần, nó chỉ là một con chim jean thôi. Về nuôi thì được cái là nó đẹp, nó nét, nuôi nó sang. Đó. Thì kiểu nuôi con nào được con đấy thì thích về nuôi thôi. Còn chim jean với chim thuần là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Chim thuần thì giá thường nó gấp nhiều lần hơn, có thể đến 2-3 triệu gì đó. Rồi, còn những cái loại chim cơ bản như thế này thôi này, chim loại 1 này. Đấy, mọi người thấy không? Có thể là nó ra lông chưa đủ 100%, hay là cái bộ lông nó không bóng, hay là nó thiếu một cọng lông đuôi, thì thường giá nó sẽ rẻ hơn khoảng 200 ngàn. Chẳng hạn như con chim Đà Lạt jean đi, mình bán 800 đúng không? Còn hàng này loại 1 này là mình bán là 600 ngàn. Đó, thì rất là dễ để tham khảo cho mọi người, có thể dễ dàng lựa chọn chim phù hợp với lại cái nhu cầu của mình luôn á. Đấy, còn ngoài ra thì chẳng hạn như 5 màu cũng vậy. Chim jean thì mình bán 500 đúng không? Còn con này loại 1 này, nó chả khác nhau gì mấy, nó chỉ có là nó không bóng bằng cái con hàng jean thôi. Đó thì rẻ hơn 200 ngàn. Đấy, phù hợp cho tất cả mọi người có nhu cầu nào thì đều có chim loại đấy. Còn cái loại mà chim mà nó rụng khoen mắt, nó 5 màu này thì bán là 150. Đó, còn Đà Lạt cũng vậy, Đà Lạt nó mà bị rụng khoen mắt ấy thì mình bán là 300, hay là rụng lông mặt đó. Đấy, còn hàng loại 1 tiêu chuẩn thì lần lượt của Đà Lạt là 600, đó, còn của 5 màu này là 300 như thế này đây. Rồi, tiếp theo là một số con chim hút mật 7 màu da beo, nhưng mà là lô chim mới chứ nó không phải là chim cũ như là trước nữa. Thì cách đây một tuần mình có đăng một cái lô chim 7 màu da beo nét nhất từ trước đến nay. Mọi người có thể vào đó tham khảo lại. Thì chim rất là nét và đã nuôi được khoảng 40 ngày cơ. Còn cái chim này nó chỉ có được có 10 ngày thôi mọi người. Thành ra là cái độ nét của nó là chưa bằng. Thành ra là giá của nó thì cũng sẽ rẻ hơn 50 ngàn. Giá của cái loại 7 màu beo này là 250 nha mọi người. Đó, còn cái 7 màu beo cái lứa trước thì bán hết rồi, không còn con nào hết cả. Đó, cái lứa đó thì mình nuôi 40 ngày là mình bán là 300 cơ, còn này có 250 thôi. Đó, thì ba cái chim cò này thì nó cũng tùy vào cái thời gian nuôi, độ thuần của chim mà có giá bán khác nhau nha mọi người. Nhiều anh em vào nói cũng mình khá là buồn, kêu là chim này bán cao hơn chim người ta, nhưng mà anh em lại không có nhìn vào cái chất lượng con chim gì cả. Tại sao mình trong mấy mình một lấy mình hơi buồn đấy mọi người. Đấy, con này con số 2 nha. Đó, con này là con số 3. Họ cứ 250 một con nha mọi người ơi. 250 một con.
Nuôi 10 ngày thì nói chung là đã ăn cám rồi, khỏe mạnh rồi, đàng hoàng rồi. Có điều nó chưa bóng thôi, chưa bóng như cái lứa trước thôi. Thì về cứ nuôi được tầm tháng thì nó cũng như cái lứa trước mà. Đấy, quan trọng là nó khỏe mạnh với ăn cám thôi. Đó, con nãy con 3 nha mọi người, con này con 4 này. Đó, cái lô chuyển béo mới này lên thì cũng đẹp đấy mọi người, không có xấu đâu. Đó, có điều nó còn mới thôi, mới có 10 ngày thôi nha mọi người. Ăn cám rồi hót rồi lai rai rồi thôi chứ chưa nhiều. Rồi, con này con số 5. Đó, nhiều con trên lông đầu mọi người thấy nó không? Nó phún lông ấy. Mùa này đang là mùa thay lông rất là mạnh nha mọi người. Hầu như là tất cả chim hút mật các loại luôn nó đều thay lông hết, cho nên mọi người chú ý nha, cho chim khi mà thay lông thì chỉ cần cho ăn cám dưỡng thôi là được rồi. Rồi, con này con thứ 6. Đó, chuyền beo thì nói chung nó cũng nhanh hót thôi mọi người, ở đây thì cũng hót lai rai đồ hết rồi. Bảy màu nó là cái loại dễ nhất rồi, cứ không có cái loại 40 ngày thì mình nuôi loại 10 ngày cũng được nữa. Ăn cám đồ khỏe hết rồi. Đó, 7 con nha mọi người. Tổng cộng clip chuyền beo bữa nay có 7 con đấy. Đều khá là ok đấy, đẹp.